đây là những cái đồng hồ của Ý. À, những cái bộ tách trà rất là đẹp của Nga. À, và cuối cùng là những cái cây đàn dầu của Pháp với tuổi thọ lên đến cả trăm năm. Hi, xin chào mọi người. Mình đang có mặt ở số 311/27 Ngô Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Ở đây, cứ vào chủ nhật hàng tuần là có rất nhiều người với chung một cái niềm đam mê đồ cổ sẽ tụ họp về đây. Và đó là khu chợ đồ cổ Cao Minh. Ở đây thì mình thấy cái không gian cũng không có lớn lắm. Cái lời khuyên đầu tiên mình dành cho các bạn là nếu mà muốn ghé thăm ở đây á, thì nên đi sớm và tốt nhất là vào buổi sáng. Vì bây giờ là 2 giờ trưa mà mình đã thấy có rất là nhiều cái gian hàng họ bắt đầu dọn về. Ở đây họ thiết kế những cái bảng tên gian hàng cũng rất là hoài niệm. Họ nhìn rất là xưa. Ve Chai, chợ Ve Chai, cà phê Đà Nẵng, Bình Tây chợ lớn. Ở đây mình thấy cái gian hàng này họ bán đồ độc. Ở trên lầu thì có một cái quán cà phê nhỏ cho mọi người vừa ngồi trò chuyện, vừa có thể nhìn xuống khu chợ. Và ở đây có một cái bảng thông báo khuyên mọi người nên đi giữ xe tại cái bãi của quán. Rồi bây giờ mình sẽ đi một loạt các gian hàng để xem họ bán những gì. Ở đây mấy cái này là mấy cái cài tóc. Mấy cái bình gốm, đồng hồ. Ở đây họ thuê những cái gian hàng hoặc là có những cái bàn nhỏ. Bước vào trong một cái gian hàng của cái bác này, họ bán ly, mấy cái bộ ấm trà. Phần lớn các sản phẩm này thì đến từ Nga, Ý, Pháp. Ồ, rất là đẹp luôn nha. Ôi, đồng hồ cổ đó mọi người. Sản phẩm này từ Ý đấy. Đây là như cái bác chủ gian hàng chia sẻ thì đây là những cái bộ tách trà đến từ Nga. Rất là đẹp luôn. Ở đây có một cái máy hát đĩa than, nhưng mà rất là cũ rồi. Các cô chú ở đây thì rất là dễ chịu. Mình có thể xin họ chụp hình quay phim thoải mái. Thậm chí không có biết cái giá trị món hàng nào thì họ sẽ giải thích cho các bạn nghe. Đó là một cái gian hàng khác. Ở đây họ bán những cái đồ điêu khắc bằng đồng. Có quan công nè. Những cái ly uống rượu nhỏ nhỏ. Mình thì mình không có làm đồ cổ. Mỗi gian hàng thì họ sẽ cố định vào ngày chủ nhật ở đây.
Ồ, có bán hộp quẹt nữa. Dao. Đây là một cái tượng hoàng tông bằng tròn nguyên khối, rất là nặng đấy mọi người. Mà ở đây họ treo bán những cái vật, cái cân này, cái cân thịt, cân cá. Đó. Mấy cái chuông đồng, mấy cái nồi nấu cơm, gáo múc nước. Đây thì họ bán những cái tượng nhỏ nhỏ bằng đồng. Đó, rất là đẹp. Có con trâu, cái con rùa, đủ loại con hết. Đây là cái con ngựa bài, rất là nặng mọi người, khoảng 4 kg. Và kế bên là con rùa. Ở đây có mấy chú trâu, bán ủi con gà. Ở trong kia mình thấy có bán mấy cái gương gương cũng rất là đẹp. Ở đây mình thấy chú này bán rất là nhiều. Các chủ gian hàng ở đây thường là những cao nhân mà chơi về đồ cổ. Có những người chơi 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm. Và đa phần họ cũng có những cái cửa hàng ở bên ngoài. Nhưng mà ở đây vào dịp cuối tuần ở ngoài đến đây mua bán thì họ cũng xem là một cái nơi để giao lưu và học hỏi với những cái người có chung một cái đam mê đồ cổ như họ. Bạn chỉ cần hỏi về bất cứ món đồ nào trong gian hàng thì họ sẽ trả lời vô cùng chi tiết, từ chất liệu, xuất xứ và tuổi thọ. Mình thấy đa phần khách đến đây là các vị trung niên. Những hình ảnh như cái ấm đun nước, tách trà, những cái bộ bàn ghế ngày xưa như gợi nhớ cho các cô, các chú ấy một cái thời về tuổi trẻ. Ở đây có một cái bàn ủi con gà mini. Bây giờ mình sẽ mở lên thử. Mở lên vẫn được nè. Thì chắc sẽ để than và bà ủi được đấy. Khi các bạn đến cái khu chợ đồ cổ Cao Minh á, thì sẽ mua một cái vé 40.000. Và cái vé ấy được miễn phí một cái thức uống. Và các bạn có thể chọn ở đây. Mặc dù không am hiểu về đồ cổ, nhưng hôm nay mình cũng đã biết được rất nhiều điều mới mẻ. Nếu có cơ hội và là người đam mê sưu tầm, hãy thử ghé thăm chợ đồ cổ Cao Minh mọi người nhé. Bây giờ thì mình xin tạm dừng video tại đây. Một lần nữa cảm ơn vì đã xem. Bye bye.